sống cho nhau mà thôi. Những lúc thương nhiều người và khi gió lời, rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu thôi. Ngày xưa em nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gạt kia. Ngày xưa em nói anh mơ ước em thôi cho tim hòa tim đời. Đôi bóng chim trời quyền vào nhau bay mãi. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi đó là con Victor M770 ha, kèm với lại khiển zin đẹp xuất sắc cả nhà ha. Con đó có giá là 6.500.000 cả nhà. À, đèn nước hai bên ha, cực kỳ đẹp. À, em tiếp tục giới thiệu đến cả nhà mình hai cái đầu, hai cái lọc ha, equalizer. Ở phía trên là con Sensui SE9 cả nhà ha. À, gần như là hết số. À, con này nó có đèn nước và cần tự động cả nhà. Có 4 chế độ nhớ cả nhà ha, để cho mình có thể mình nhớ rồi mình chỉnh theo tùy theo cái sở thích của mình. Clip hướng dẫn thì em sẽ gửi cho bác nào mua ha, và hướng dẫn sử dụng mình cách mình set cái các cái bộ nhớ cả nhà, rất là đơn giản thôi. Thì con Sensui SE9 đó nó có kích thước chiều ngang là 43 cả nhà ha, 43. À, và con ở dưới là con Victor C80 cả nhà ha. Con Sensui SE9 sẽ được em bán cho cả nhà mình với giá 9.500.000 cả nhà ha. Con Victor C80 thông thường thì con này em bán với giá 12.500.000. À, con này thì em bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 12 triệu thôi. À, thì tí nữa em sẽ chỉ cho nó có một cái lỗi nhỏ thôi, nhưng mà em vẫn cứ giảm giá cho cả nhà mình đi ha, và cho cả nhà mình dễ. Rồi đây là con Sensui SE9 cả nhà ha. Cái dòng này thì có cần tự động cả nhà ha. Cần tự động, cả nhà mình muốn cài đặt chế độ cần tự động thì nó cho nó tự động thì nó sẽ bấm vào cái bộ nhớ cả nhà, nó sẽ tự động nó kéo cần nè. Tự động nó kéo cả nhà ha, tự động nó kéo cần lên, cần kéo cần xuống cả nhà ha. Và nó có 4 chế độ nhớ ở đây, 4 chế độ để nhớ cái việc kéo cần ha, và tự động nó kéo thôi. Cả nhà mình chỉ cần nhấn cái nút set rồi nhấn cái mình kéo cần xong rồi mình nhấn cái nút chọn chế độ là nó tự động nó lưu thôi. Rất là đơn giản và dễ dàng ha. Đầu em bán ra thì nó hoạt động hoàn hảo cả nhà ha. Tí nữa thì em sẽ quay cái nội thất cho cả nhà mình cùng xem. Con này cũng thế cả nhà ha. Con này thì đây là đèn nước của nó ha. Đèn nước của nó, cả hai con đều có cái mặt rất là đẹp cả nhà ha, cực kỳ đẹp luôn. Không có chỗ nào phải chê cả. Đó là con Sensui SE9 cũng nha cả nhà, cùng với Victor C80 cả nhà ha. Victor C80 cực kỳ đẹp ha. Các bác nào mà cần hình ảnh thì em cũng sẽ gửi hình ảnh cho mình. Nhưng mà cả nhà mình em quay rất là sát như thế này rồi thì chẳng phải cần hình ảnh gì đâu cả nhà ha. Và em cũng sẽ quay số series cho cả nhà mình xem. Nên cả nhà mình cứ yên tâm lần em bán con nào là em gửi con đó ha. Không như một số shop thì quay con này gửi con khác. Em không có cái việc đó nha cả nhà. Rồi đây là ở phía trên cả nhà ha. Phía trên cái nắp của nó đây. Và đây là số series của con Sensui SE9 ha, 0057 nha cả nhà. Con này sử dụng điện 100V ha, công suất tiêu thụ điện của nó là 30W. Và nó có đường cắm phụ ra ở đây. Mình có đây là đường vào cả nhà ha, lấy tín hiệu vào, và đây là lấy tín hiệu ra cả nhà ha. Ngoài ra mình có cái đường vào số 1, đây là đường vào số 2 ở đây nữa luôn. Có 3 đường vào và đây là một đường ra cả nhà ha. Đối với C80 thì đây là đường vào cả nhà ha, và đây là đường ra. Ngoài ra mình có đường vào ở đây nữa ha, đây đường vào nữa ha. Đó. Đây là phía sau ha, phía sau của cả ha, của hai cái lọc. Con Sensui SE9 thì ngoài chức năng chỉnh đèn thì mình còn có thể chỉnh được lớn nhỏ ha. Ở đây mình có cái nút output level nè. Cái nút này thì mình có thể chỉnh lớn nhỏ được cả nhà ha.
mình có chỉnh to nhỏ được cả nhà. Đó thì mặt nhôm, mặt nhôm xước ha, con này mặt nhôm xước đẹp cả nhà ha. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi quay nội thất cả nhà ha, cũng như là phía bên trong cho cả nhà mình xem cái nội thất của nó nha. Dạ, của cả hai con này. Rồi, mình có thông tin về nội thất của con SE9 có số seri là 0057 cả nhà ha. Thì đây là nội thất của nó cả nhà. Đó. Lúc nào cũng như là mới xuất xưởng cả nhà ha. Các cái chân ốc này vàng ươm. Đó. Ở trong thì các cái motor của nó ha, mới tinh. Dạ. Đầu mấy cái này em bán ra thì em bao cho mình là hoạt động hoàn hảo, và các cái vĩ mạch này nó là nguyên bản nguyên zin cả nhà ha. Bác nào mà cần hình ảnh thì em cũng sẽ gửi cho mình xem cái hình ảnh cả nhà, cho mình xem ha. Dạ, nếu cần hình ảnh. Còn em quay thì quay rất là kỹ rồi. Em không biết có cái shop nào ở cái nước Việt Nam này khi mà bán hàng con nào cũng quay như em không, nhưng mà em đều quay cho cả nhà mình ha. Dạ. Vì các bác em bán hàng toàn quốc mà, bán cả nước, các bác ở xa không có điều kiện để xem thì em quay cho mình để cho mình xem ha, để mình yên tâm trước khi mà mình xuống tiền. Dạ. Em bao cả nhà mình đổi trả trong vòng 10 ngày nếu lỗi nha. Dạ, những cái con này thì em bao cho cả nhà mình đổi trả trong vòng 10 ngày nếu lỗi ha. Những cái con mà EQ thì hiếm khi mà nó 100 con thì cái tỷ lệ nó chưa tới 1% cái con mà nó bị lỗi cả nhà ha. Ít, rất là ít, những con này nó lành lắm. Đó, như mới cả nhà ha. Rồi, như mới luôn. Rồi, em sẽ đi xuống con ở dưới nha cả nhà. Con C80 nha cả nhà. Dạ. Rồi, trước tiên là mình xem cái số seri nha cả nhà. Cả nhà mình nhìn giùm em nha, ở đây nó bị thiếu mất mấy số ha, nó bị nó giòn quá, nó bị mất ở đây, nhưng mà vẫn còn số ở đây ha, 16506 cả nhà ha. Đó. 16506 đó là cái ở phía dưới cả nhà ha, ở phía dưới cũng như cái nắp của nó trên đây đó. Nắp đây ha cả nhà ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp nè. Đây là nội thất của con C80 cả nhà ha. Đó, vẫn giữ được cái sắc xi của nó vẫn còn 7 màu cả nhà ha, long lanh và lấp lánh. Đó. Vàng ươm. Dây đặc cả nhà ha. Dạ. Đây là 3 lớp mạch một bên. Mỗi bên nó tới 3 lớp mạch luôn. Đó. Quá dữ cả nhà ha. Dạ. Rồi. Bác nào cần hình ảnh thì em cũng sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình. Thì có một cái vấn đề mà em nói với cả nhà mình, đó là nó có một cái lỗi nhỏ ha. Thì cái lỗi đó là cái dây này nó bị cấn ha cả nhà ha. Dây này dây zin của nó nè. Còn rất là mới nhưng mà nó bị cấn cả nhà ha, nó bị cấn. Thì em vẫn để cái dây như thế này, nhưng mà em giảm tiền cho cả nhà mình ha, giảm 500.000. Đó. Dây này nó bị cấn cho nên là nó vẫn bình thường, vẫn vào điện như cả nhà mình thấy, nhưng mà nó không được thẩm mỹ cho lắm, nhưng mà như thế mình vẫn cứ giữ dây zin cả nhà, giữ dây zin. Chủ yếu là mình chơi cái máy chứ không phải chơi cái dây. Thì em vẫn giảm tiền cho cả nhà mình ha. Dạ, tính 12 triệu. Dạ, bao ship toàn quốc nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ nha. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.